Tranh thủ ngày cuối tuần, ông Mỹ thường tới đây để mua sắm các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cho gia đình. Trong giỏ hàng của ông luôn ưu tiên những sản phẩm hàng Việt Nam đã có uy tín và thương hiệu trên thị trường. Thói quen mua sắm của ông Mỹ cũng như nhiều người dân nơi đây đã có sự thay đổi từ khi điểm bán hàng Việt Nam được đưa vào hoạt động. Bây giờ nó rất là thuận tiện chúng tôi mà có muốn mua những cái gì trước kia có khi phải lên thành phố hoặc những cái địa phương xa. Nhưng mà bây giờ đến cái địa điểm bán hàng Việt này thì nó rất là nhiều và rất là nhiều cái sản phẩm đa dạng, phong phú lắm. Từ khi có những cái điểm bán hàng Việt ở đây thì chúng tôi tập trung mua hàng ở đây. Khi mà đi mua hàng tôi hay lựa chọn những sản phẩm OCOP của các tỉnh khác, ví dụ như Cao Bằng, Thanh Hóa, Lạng Sơn. Với diện tích sàn trên 1.000 m², từ khi khai trương đến nay, siêu thị này luôn duy trì kinh doanh trên 5.000 mã sản phẩm, trong đó 80% có nguồn gốc xuất xứ Việt Nam, từ nông sản, thực phẩm, hàng thiết yếu đến đồ gia dụng, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Từ khi Sở Công Thương lựa chọn siêu thị là điểm bán hàng Việt thì là khách hàng lên rất là nhiều. Siêu thị chúng tôi là chọn những cái sản phẩm là OCOP chất lượng cao, ký kết với nhà sản xuất và nhà phân phối lớn để sản phẩm đưa đến người Tây, người tiêu dùng là với cái giá ưu đãi nhất. Hiện nay, điểm bán hàng Việt Nam tại các huyện có tốc độ lưu thông hàng hóa mạnh, số lượng khách hàng thân thiết tăng dần qua từng năm. Quy mô kinh doanh được mở rộng để nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại sự tiện lợi cho khách hàng. Từ những hiệu quả tích cực này, các chủ hộ kinh doanh cũng nâng cao ý thức trong việc lựa chọn, trưng bày và giới thiệu sản phẩm hàng Việt tới người tiêu dùng. Tại thời điểm Sở Công Thương đặt điểm bán hàng Việt tại nhà tôi thì cái lượng khách tăng lên rất là rõ rệt. Tôi đã nâng cấp từ một cửa hàng thành lên một cái siêu thị mini để cho quý khách lựa chọn và tìm những sản phẩm của hàng Việt được tốt hơn. Để điểm bán hàng Việt Nam thực sự trở thành cầu nối, đưa sản phẩm chất lượng cao đến tay người tiêu dùng, Sở Công Thương Thái Bình phấn đấu xây dựng mỗi huyện, thành phố có ít nhất một điểm bán hàng nhằm tạo dựng hệ thống phân phối ổn định, hỗ trợ tiêu thụ hàng Việt. Đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2024, 70% doanh nghiệp, siêu thị và các điểm bán lẻ hàng hóa đăng ký kinh doanh bán hàng Việt Nam chất lượng cao.